Và bài ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con tái hiện cảnh đẹp của địa phương thông qua dàn ý. Và ta lựa chọn một cảnh chung để rút ra được dàn ý đó. Đó chính là tả cảnh Hồ Gươm. Cảnh quan nào cũng vậy, đều có những nét đẹp phụ thuộc vào thiên nhiên. Cho nên với bài này con có hai lựa chọn. Hoặc là miêu tả theo trình tự không gian, hoặc là miêu tả theo trình tự thời gian. Trình tự nào con cũng phải xác định được rõ yêu cầu của bài. Đó là thể loại văn miêu tả, còn kiểu bài là tả cảnh. Đối tượng mà mình miêu tả ở cảnh ngày hôm nay đó là quần thể kiến trúc Hồ Gươm. Hồ Gươm không phải chỉ là nét đẹp của cái hồ không đâu. Nó mang dấu ấn của lịch sử mà xung quanh đó là cả một cụm công trình kiến trúc. Lát nữa chúng mình sẽ cùng tái hiện trong bài. Trọng tâm nhất trong bài, bất kỳ một bài nào con cũng phải xác định phần trọng tâm nhé. Đấy chính là nét đẹp cổ kính. Để qua đó ta thấy được giá trị lịch sử của Hồ Gươm. Và bài của con phải nói được về tình cảm. Tình cảm ấy đó chính là sự yêu mến, tự hào đối với Hồ Gươm, mở rộng ra với các cảnh quan khác cũng như vậy nhé. Trình tự miêu tả, lựa chọn không gian hay lựa chọn thời gian đều dưới con mắt quan sát của con, theo sự hiểu biết của con. Nếu lựa chọn theo trình tự thời gian thì con hãy tái hiện vẻ đẹp của Hồ Gươm qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với trình tự không gian cho cảnh tả ngày hôm nay nhé.